lên nào. Vâng, nghe chừng chúng ta phải nhảy theo người đội trưởng. Nhìn người đội trưởng mà chúng ta giống gà ngang làn giọng làm sao cho đều nhất, khéo léo nhất. Hãy bấm tập thể dục kiểu kéo co thứ bảy đây. Vâng. Cái kiểu này kiểu treo thuyền này. Vâng. Kiểu gì nữa không anh? Vâng, kiểu chống đẩy, tập tạ. Ăn đẩy tạ. Vâng, còn kiểu gì nữa nào? Úi giời, xà đơn, xà kép đây. Rồi, xin cảm ơn đội xanh.